Hôm trước con vừa mới mua bộ này. Đẹp nhỉ? Đẹp đi. Để mua cho hai đứa. Chúng nó gọi về. Con nghe đi xem. Đây, bao giờ anh về đấy? Nó xích đôi đấy, con tầm mẹ lo lắm. Mẹ ơi, nhưng mà bây giờ xếp ra công việc ấy, con phải làm xong mới về cơ. Ui, em thấy mẹ đang lo lắm đây này, mà sắp sinh nữa. Tức là qua kết quả khám lâm sàng cũng như trên hình ảnh siêu âm thì thai bạn chị Phượng song thai và có do việc làm sinh đâm. Cố gắng đi, chứ vợ con nó đau bụng quá rồi đấy. Gia đình trên hết, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn, chăm sóc sức khỏe người thân. Thai sản chọn gói Bắc Hà, gác muộn phiền, vui Tết đoàn viên.